Tìm hỏi soi tính cách và nhận quà ngay tại website Milo. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Dạ, hiện tại em sống với lại mẹ và gia đình của em gái. Có mấy chị em? Dạ, có hai chị em. Hai chị em thôi, chưa ai lấy chồng hết. Gia đình của em gái là có chồng. À, gia đình em gái là có chồng rồi, có con rồi. Mình chị là chưa? Mình chị là chưa? Em thì có một bé gái là chị. Họ biết là cháu của họ, nhưng mà họ lấy đầy đủ những cái chứng cứ, lý do. Họ tìm mọi cách, mọi lý lẽ để họ chối bỏ cái trách nhiệm làm cha. Ví dụ như đơn cử như là họ nói lên, họ nói cái này không phải con của họ. Có rất nhiều gia đình truyền thống người ta vẫn gãy đổ rồi vẫn bước tiếp. Chứ nói như em vậy, những người nào mà người ta lỡ gãy đổ một lần thì người ta sẽ không có cơ hội để tìm một nửa yêu thương của mình sao? Thiếu gì gia đình là rổ rác cạp lại. Thậm chí có những gia đình con anh, con em, con chúng ta, người ta vẫn có thể sống hạnh phúc. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong không gian của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng Chả Cá Đế Vương gồm hai chi nhánh, được mệnh danh là Thiên Đường Chả Cá, với các món ăn đặc sắc chế biến từ chả cá nguyên chất, mang đậm hương vị Hà Nội gốc. Vị ngọt, thơm, đặc trưng của cá quyện cùng các loại rau và gia vị đã níu chân thực khách khi đến với nhà hàng. Với không gian thiết kế ấn tượng, mang nét cổ điển của Hà Nội xưa và chút hiện đại từ lối bài trí bắt mắt, kết hợp cùng ánh đèn vàng, tạo nên cảm giác thân mật mà bình dị. Không gian thích hợp với các cuộc hẹn hò, họp mặt gia đình, bạn bè hay những buổi tiệc ấm cúng. Bên cạnh đó là thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ nhân viên nhà hàng. Với thông điệp Chả Cá Đế Vương, giá yêu thương, ngon khó cưỡng, chắc chắn thực khách sẽ hài lòng khi đến với nơi đây. Và bây giờ thì trước khi đến với phần ẩm thực, chúng ta sẽ đến với phần mài mối của bà mối Cát Tường nha. Dạ, quý ông ngồi đây rồi, bây giờ đi ra mời quý cô vào nữa là xong. Đây, bên trái tới rồi nha. Xin mời hai bạn hãy mở mặt. Bây giờ bạn trai giới thiệu trước nha. Rồi những thông tin cá nhân của mình như thế nào? Dạ, xin chào tất cả ekip trường quay và chào chị Cát Tường. Hôm nay em rất hân hạnh là được đến đây. Em tên là Quỳnh Khởi Đạt, 40 tuổi. Em hiện đang làm công nhân công ty Fuji Moon Việt Nam. Là công ty làm về gì em? Dạ, chuyên về máy đóng gói bao bì. Đạt sinh năm 80. Rồi còn mình? Chào chị Cát Tường và chào chương trình. Và mình chào bạn trai kế bên nha. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Trinh. Em nay là 32 tuổi. Em làm nhân viên kế toán tại Bình Dương. Tại khu vô 1. Dạ. Mình đang làm việc là sống ở Bình Dương luôn. Dạ đúng rồi. Bình Dương ở khúc nào? Em ở thành phố Thủ Dầu Một á chị. Thủ Dầu Một, còn quê mình ở đâu cơ? Em sinh ra lớn lên làm việc tại Bình Dương luôn. Sinh ra lớn lên làm việc tại Bình Dương luôn. Mình đang sống với ai? Dạ hiện tại em sống với lại mẹ và gia đình của em gái. Có mấy chị em? Dạ có hai chị em. Hai chị em thôi, chưa ai lấy chồng hết. Gia đình của em gái là có chồng. À, gia đình em gái là có chồng rồi, có con rồi. Mình chị là chưa? Mình chị là chưa? Em thì có một bé gái là chị. À vậy hả? Rồi, ok, một lát nữa chị sẽ khai thác kỹ hơn về cái chuyện tình duyên của mình nha. Rồi, bên đây Đạt thì mình đang sống với ai? Em đang sống với ba mẹ. Ở nhà mình đông anh chị em không? Dạ, nhà em có 5 chị em. Thì tất cả đều đã có gia đình, có em là chưa có. Em là thứ mấy? Dạ, em kế Úc. Kế Úc, quê mình ở đâu? Dạ, em thì hồi trước là sinh ra thành phố Hồ Chí Minh, sau này giờ về Bình Dương. Thì Bình Dương bây giờ là quê ngoại của em. Rồi hiện giờ đang sống ở Bình Dương? Ở Bình Dương luôn. Bình Dương đoạn nào? Ở gần Bixi, Di An. Cùng Bình Dương là mình tiện trong cái việc mà mình hẹn hò với nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái em là quê gốc ở đâu? Gốc của em là ở quận 5. Là người Hoa? Dạ người Hoa. Gốc ba em là ở Bến Hàm Tử. À gốc ba em. Rồi bây giờ hiện tại là sao mà từ quận 5 mà xuống tới Bình Dương? Hồi xưa thì làm ăn không có được như ý muốn á, rồi mới chuyển về Bình Dương. Biết nói tiếng Hoa không? Dạ, nghe cũng thoảng thoảng thôi. À nghe thoảng thoảng thôi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Đạt? Dạ điểm mạnh của em thì em rất là siêng năng, em làm việc coi như là trọn vẹn, còn với lại cũng là vui vẻ với mọi người. Còn điểm yếu của em thì hơi gục ghề ít nói. Còn mình thì sao, điểm mạnh điểm yếu là gì cơ?
điểm mạnh điểm yếu của em cũng liên quan đến cái công việc hiện tại em đang làm. Là một kế toán thì nó cần phải sự cẩn thận kỹ mỹ, làm việc là em là tập trung hết để mà em hoàn thành công việc của mình, giống như là mình mong muốn cái đạt cái độ hoàn mỹ cao nhất, thì cũng từ cái đó nó cũng dẫn đến là cái điểm yếu của mình luôn. Là mình cầu toàn quá. Rồi bây giờ vô cái chi tiết, hồi nãy em nói là mình có một bé gái hả? Dạ. À, năm nay mấy cháu mấy tuổi? Dạ bé này 4 tuổi. Bé này 4 tuổi, sống với em luôn hay là? Dạ sống với em. À, rồi là mình đã kết hôn lần nào chưa? Em đã có đám cưới, đã làm dâu, có con, nhưng mà em chưa có được cái tờ giấy đăng ký kết hôn. À, là không có làm hôn thú, cho nên là cũng không có làm cái giấy ly hôn luôn. Cái về vấn đề ly hôn thì trong cái pháp luật nó có cái bảo đảm bảo quyền lợi là xác nhận lên trên cái tờ giấy đó, không công nhận hai người này là vợ chồng, thì tên tụi em vẫn ra tòa bình thường và tòa vẫn xác nhận cái vấn đề đó cho tụi em. Về làm dâu luôn rồi, sanh con luôn mà cũng không có giấy kết hôn. Thứ nhất là hai tụi em lấy nhau cũng là do vấn đề mai mối. Dạ, thì cũng mình cũng lớn tuổi và mình cũng mong mình được ổn định về gia đình. Cái lý do riêng cá nhân của gia đình nhà chồng, họ hơi bị ích kỷ, cho nên họ tính toán cái điều gì đó cứ lần lửa họ hẹn, cứ từ từ rồi mình làm giấy. Tại vì hiện tại là đứa nào cũng đang bận công việc, chưa có thời gian sắp xếp. Hẹn từ lúc mà mình đám cưới tới lúc mà mình bé sinh ra luôn vẫn chưa có làm. Ra cái này cũng do em nữa, với nhà em nữa. Cái chuyện đi làm giấy đâu có tốn như thời gian đâu, có một buổi là đi ra làm giấy thôi mà. Thì nói chung là cũng thời điểm đó là em cũng không có mạnh mẽ trong cái mình thông cảm cho người ta nhiều quá. Càng về sau khi mình làm mạnh cái vấn đề đó lên, mình yêu cầu là phải nhanh chóng làm giấy đi để khi con sanh ra nó có được cái tên cha tên mẹ đầy đủ với người khác. Thì họ hẹn xong rồi khi mà mình làm dữ rồi khi họ mất hết luôn. Em về làm dâu bao lâu thì mới có cái rạn nứt giữa hai người? Em làm dâu 3 tháng là chị em về nhà mẹ em ở, tại vì cái cách sống của gia đình đó với lại em nó không có hợp. Con có mang họ cha không? Dạ không, mang họ em, tại vì ở trên khai sinh không có tên của cha. Và bên nội cũng không có tha thiết với đứa cháu luôn? Khi mà ra tòa thì họ biết là cháu của họ, nhưng mà họ lấy đầy đủ những cái chứng cứ lý do, họ tìm mọi cách đó, mọi lý lẽ để họ chối bỏ cái trách nhiệm làm cha. Ví dụ như đơn cử như là họ nói cái này không phải con của họ, không phải con của họ. Họ không nhận. Rồi khi mà nhờ đến sự can thiệp của cái y học hiện đại đó, thì họ lại chuẩn bị sẵn những cái giấy tờ chứng cứ là tôi không có năng lực để tôi nuôi con, không có năng lực để cấp dưỡng. Và câu chuyện này cách đây bao lâu rồi? Dạ thì cách đây 4 năm mà chị. Thì trong sau 4 năm qua em có tìm hiểu nguyên nhân là tại sao như vậy? Tại vì đã xảy ra chuyện đó rồi, em cũng không có mong muốn gì tìm hiểu. Tại vì người ta không có trân trọng mình, họ cũng không có trân trọng cái cốt nhục của họ. Thì em cũng không có việc gì em phải nhọc lòng để em tìm hiểu nguyên nhân hết á. Em đã có đứa con cho em rồi, là em mừng lắm rồi chị. Từ hồi mà ra tòa đó tới nay đó, mình không dùng từ ly hôn, cũng chẳng biết dùng từ gì, nhưng mà ra tòa tới nay là không có liên lạc, không qua lại luôn. Dạ đúng rồi chị. Và em có biết là anh đó có vợ có khác chưa, đi đâu làm gì chưa? Em không có quan tâm. Không quan tâm luôn. Tại vì chị đang thắc mắc là lý do gì mà người ta không có mục đích gì. Chứ nếu mà đã mai mối mà đã chấp nhận lấy nhau rồi đưa em về nhà làm dâu thì nó phải có một lý do gì mà thí dụ không ưa thì đâu có cưới, đúng không? Chị vẫn đang thắc mắc là một cái chị ở trên bà hàng xóm nhiều chuyện đi, là chị hơi bị vô duyên, là phải có cái lý do. Chứ thí dụ như là anh đó đang chờ giấy tờ đi nước ngoài mà nếu bây giờ lấy em vô thì phải bổ sung giấy tờ cho em thì nó lâu, nó cản trở cái hồ sơ của anh đó ví dụ. Hay là anh đó đang chờ đợi một cái gì đó nó ghê gớm hơn rồi lấy đỡ em thí dụ vậy. Nhưng mà cái chuyện lấy đỡ còn đẻ con nữa, đem về nhà ra mắt quan viên hai họ nữa, thì chị nghĩ phải có lý do. Sợ là em không thể biết được, có thể là em có thể đoán. Em đoán nhiều hướng thôi. Ví dụ như là vài hướng cho chị nghe. Trong nhà thì có thể là anh đấy là con trai duy nhất. Có nhiều người con gái thì người bác họ sẽ trọng nam khinh nữ hơn. Ý là đẻ con trai thì mới làm thú. Dạ đúng rồi. Tại vì trong một lần nói chuyện thì họ hay nói thì sanh vài đứa đi rồi làm không muộn. Nhưng mà nhà đó thấy có đông anh chị em không? Có 4 người con gái và 1 người con trai. Có mình chồng em á, cái chồng đó là có một mình chồng em là con trai thôi. Cho nên là cũng là sợ để nói giỏi tông đường, tại thấy đẻ đứa con gái cho nên là thôi. Một hướng đoán. Còn cái hướng đoán nào khác nữa không? Em thì em chỉ nghĩ hoang cái hướng đó thôi. Còn cái hướng nữa thì có thể là cái người chồng đó họ không có
có cái chỗ chính kiến á, họ không có được cái lý lẽ hoặc là tình cảm để bảo vệ người vợ người con của mình, thì có thể mẹ không hài lòng thì người chồng cũng ok không hài lòng theo. Nhưng mà lúc lấy nhau về về nhà ở chung, em có cái xích mích gì, bất hòa, cái gây cãi gì với ba mẹ của anh đó không? Sùm lên thì không có, nhưng mà cái ngầm thì em nghĩ chắc có mà em không biết. Ngầm thì có thể liên, em nghĩ chỉ một hướng chính duy nhất có thể liên quan đến vấn đề tài chính thôi. Họ thì yêu cầu là em là nghỉ việc đi ở nhà để mà làm việc nhà. Thì nhà cũng có xe, có cơ sở để mà kinh doanh á. Thì nghỉ nhà đi thì em không đồng ý. Em vẫn đi làm. Em học hành ra thì em phải làm, em tự chủ tài chính của em. Rồi một hỏi một cái nữa, em nói là mối quan hệ này do mai mối, là ai mai mối? Bà con xa của ba em, người này cũng là bà con của họ luôn. Thì mình nghĩ là họ cũng nhà cũng gần nhau, mình không có nghĩ là ở phía trong nó sẽ có nhiều vấn đề như vậy. Rồi quan trọng là khi mai mối nhau á, là hai đứa đó, hai nhân vật chính á, hỏi thật là có tình cảm với nhau không? Thì cũng có cái thích nhau thì mới đồng ý. Đám cưới rồi mới có bầu hay là có bầu rồi mới đám cưới? Đám hỏi là có bầu. Đám hỏi là có bầu và cũng có thích nhau, thương nhau. Dạ đúng rồi. Cũng có tình cảm với nhau thì mới có thể mà đụng chạm thân xác hoặc là mà có với nhau được đứa con. Rồi nghe câu chuyện của bạn ấy thì em cảm nhận như thế nào? Có suy nghĩ của em là không hiểu tại sao để xảy ra cái vấn đề đau thương như vậy. Thật sự thì người phụ nữ thì cũng rất là khổ khi mà chia tay vậy, người phụ nữ khổ lắm. Rồi em có ngại khi mình lấy một người vợ mà đã có con riêng trước đây thì em có ngại không? Theo em nếu mà một người như vậy á, em có con riêng vậy đó thì em nói thiệt thật sự là em không thể được. Lý do? Em nghĩ là gia đình em không đồng ý. Em nghĩ hay là đã từng, ba mẹ em đã có từng chia sẻ chuyện dạ, này? Dạ có từng chia sẻ rồi. Ba mẹ em nói như thế nào? Và tùy ý nơi suy nghĩ của em thôi. Nếu mà lấy về là thế nào ba em cũng sẽ không có đồng ý. Còn tình trường của em thì như thế nào? Tình trường của em thì em thì hồi xưa thì đi học cũng có thương một người. Rồi lúc em tỏ tình thì người đó từ chối. Đó thì rồi từ chối đầu đó xong là bắt đầu là em cũng không có thương ai hết. Bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Dạ cũng mười mấy năm. Mười mấy năm? Lý do gì không có bạn rồi, gái? Rồi em thì em muốn là có bạn gái thì ở gần mình thì dễ qua lại hơn. Chứ còn mà nếu mà có vợ ở xa thì em không có muốn như vậy. Ví dụ có tiện bề chăm sóc gia đình đồ thì nó dễ. Rồi mười mấy năm nay là không có bất kỳ một cái mối quan hệ? Dạ không có một cái mối quan hệ nào. Em chỉ có đi làm rồi đi về nhà vậy thôi. Em không có quan hệ. Cũng có nhiều người làm mai làm mối nhưng mà em không có chịu. Mối tình ngày xưa có sâu đậm lắm không? Dạ cũng không có sâu đậm lắm. Nhưng mà tại vì mình nói mình thích người đó thì người đó không thích mình. Vậy là em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Còn riêng. Đúng. Mọi người đều công nhận em còn riêng mà. Em không muốn lấy một người đã có con trước đó. Dạ. Hay không muốn lấy một người đã kết hôn trước đó. Hay không muốn lấy một người đã không còn trinh tiết trước đó. Ba cái đó khác nhau, em trả lời. Em không muốn lấy một người có con trước đó. Nếu như người đó có gia đình mà chưa có con. Nếu người đó có gia đình mà chưa có con được thì không? Có thể được. Lý do là em ngại về vấn đề con riêng, con đúng cái rồi. Với cái gia đình gọi là truyền thống của em thì không có vấn đề nữa, không thể. Không, chị nghĩ cái đây không phải truyền thống hay không truyền thống. 1 tỷ gia đình truyền thống người ta vẫn như vậy. Thậm chí luôn này nó nghiêm túc luôn nha. Chị đã từng làm mai mối có những chương trình nha. Hồi xưa giờ theo như chị biết này, chị nói ngoài luôn. Theo như chị biết là có những gia đình là nói về có đạo á, ly hôn rồi vẫn lấy nữa. Và không, người ta vẫn mong muốn là được làm lễ cưới ở trong nhà thờ. Có nghĩa là em đừng nói từ là gia đình truyền thống hay không truyền thống, ở đây đó là suy nghĩ riêng của mỗi cá nhân. Chứ nó không phải là gia đình truyền thống, tại vì có rất nhiều gia đình truyền thống người ta vẫn gãy đổ rồi vẫn bước tiếp. Chứ nói như em vậy, những người nào mà người ta lỡ gãy đổ một lần thì người ta sẽ không có cơ hội để tìm một nửa yêu thương của mình sao? Thiếu gì gia đình là rổ rác cạp lại, thậm chí có những gia đình con anh, con em, con chúng ta người ta vẫn có thể sống hạnh phúc. Mà có những người sống nhau tại vì mình không nói trước được chuyện gì. Không ai chắc chắn được rằng khi đã lấy nhau không ai nghĩ rằng mình sẽ ly hôn. Mình biết trước thế nào mình cũng ly hôn, lấy làm gì trời. Nhưng hiện tại em thấy rằng là tỷ lệ những người cặp đôi lấy nhau ly hôn rất cao. Cái này tại vì em chưa có kinh nghiệm về tình trường. Chị chỉ muốn trao đổi thêm với em để cho nó biết đâu sau này. Bây giờ em vẫn nghĩ vậy, 10 năm nữa em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà có thể vài 3 năm nữa em lại có cái suy nghĩ khác. Hoặc là khi em là cái người rơi vào cái hoàn cảnh đó thì em mới hiểu và mới thông cảm cho người ta. Chị thì cái miệng chị không phải là chị nói, nhưng mà chị nói ví dụ
em không thể nào chắc chắn 100% em lấy vợ và em sống được với họ tới trăng long đầu bạc đâu nha. Đúng đúng đúng. Rồi rủi lỡ như em cũng vô một cái trường hợp giống như vậy, rồi em không cho em có cơ hội nữa hả? Rồi ví dụ em có con nhỏ, rồi em không cho con em có cơ hội tìm một cái người mẹ kế khác để về chăm sóc con em nữa sao? Ví dụ như chị cũng có con riêng nè, chị vẫn luôn khao khát tìm một cái người chồng cho mình, tại vì chưa có tìm được cái người yêu thương chị thôi, chứ chị thấy rất là nhiều người sẵn sàng vào và người ta không ái ngại gì đến cái chuyện con cái của chị hết. Người ta chỉ quan trọng là hai cái người đó có thật lòng yêu thương nhau, có hợp với nhau hay không. Không lẽ vậy tất cả những single mom trên cuộc đời này toàn gặp gia đình truyền thống không, rồi họ ở giá hết. Còn riêng về phía em cũng vậy, không có gì phải buồn hết. À, không có gì, chỉ biết cái những giọt nước mắt của em là em tủi thân cho cái câu chuyện của mình. Nhưng mà em thí dụ em bản thân em nhìn chị đi, chị cũng là một single mom, chị sống rất là vui vẻ, xung quanh chị rất là nhiều người muốn yêu thương chị, nhưng mà tại chị chưa chọn được cái người chị mong muốn thôi. Còn em trẻ hơn chị rất nhiều, cơ hội em còn rất là dài, và chắc chắn sẽ có một cái người đàn ông mà họ đủ cái sự vững chãi và họ đủ cái sự rộng lượng, và quan trọng là họ đủ cái sự chân thành yêu thương, thì lúc đó em sẽ dựa vào. Mà chị vẫn ủng hộ cái quan điểm của em là phụ nữ thì mình làm chủ về kinh tế của mình. Khi mình làm chủ được kinh tế của mình thì mình sẽ thoải mái và mình sẽ chủ động trong rất là nhiều việc. Em rất là đẹp gái, rất là dễ thương, nên mọi chuyện cái đó là mình chỉ nói thôi. Mỗi người một cái tư duy, mình không có thể nào mà mình phản đối người ta, nhưng mà mình suy nghĩ nó thoáng hơn. Em mong muốn một cái người vợ tương lai của mình là người như thế nào? Em thì mong muốn một người vợ tương lai, thứ nhất là ở gần chỗ em ở. Rồi. À, để tiện bề qua lại thăm nom hai gia đình, chăm sóc gia đình. Rồi. Với lại người phụ nữ hiền, chịu khó, với đừng có gọi là mình sống thực tế chứ mình đang có, đừng có đua đòi quá. Ừ. À. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Em biết nhất là giả dối. Đừng nói tiếng phụ nữ, luôn cả nam cũng vậy. Nếu mà người nào giả dối xạo với em thì em không bao giờ chơi với người đó nữa. Ừ, rồi chị hiểu rồi. Còn em, khi một người đàn ông của mình thì lúc nào nó cũng phải là giống như là một soái ca vậy đó. Nhưng mà đối với hiện tại của em á, thì em những mong muốn cái thực tế hơn. Thứ nhất là cái người đó có yêu thương con của em thật lòng. Cái hai, cái người đó phải có tâm về mọi mặt. Cái thứ ba là đảm bảo về tài chính với mẹ con em. Và cái điểm mà là người phải người miền Nam. Người miền Nam, rồi. Nãy giờ tư duy anh này chị đang phản bác rồi, bây giờ tới phiên em. Chị cũng phản bác em một chỗ thôi. Yeah. Là em tìm người có tâm, chị đồng ý. Tìm người đảm bảo được tài chính, chị đồng ý. Nhưng mà cái khoản tìm người yêu thương con mình thật lòng, chị không đồng ý. Tại sao? Mọi thứ nó chỉ ở một giá trị tương đối, chứ nó không cần phải tuyệt đối. Em hãy tìm một người yêu thương em thật lòng, và người đó là người đạo đức. Còn em không thể đòi hỏi một người đàn ông nào mà yêu thương con em y như yêu thương con của họ. Không có. Chị trả lời để sau này em khỏi bị tổn thương, em khỏi chờ đợi. Rồi, có nghĩa là nếu người ta yêu thương em thật lòng, tự nhiên người ta sẽ muốn làm em vui, tự nhiên người ta sẽ muốn lo hết tất cả mọi thứ cho em. Và người ta là một người đạo đức. Đạo đức ở đây là người ta hiếu kính với cha mẹ của người ta, người ta cư xử với mọi người xung quanh từ cái tâm, đó là cái đạo đức. Đạo đức nó xuất phát từ giáo dục gia đình và môi trường của xã hội, hoàn cảnh sống xung quanh. Thì khi họ có đạo đức và họ yêu thương em thì họ sẽ yêu thương con của em. Không riêng gì con em mà ai họ cũng sẽ yêu thương, bởi vì họ có cái trái tim nhân hậu hoặc là họ có cái tâm. Còn thật sự trong lòng mà mình muốn họ yêu thương con mình y như con ruột của họ thì cái đó chỉ là nói bên ngoài thôi. Trừ một vài trường hợp nó đặc biệt, cứu vớt cuộc đời nhau gì đó, một cái vài cái câu chuyện mà chị đã từng nghe, từng thấy, thì ở đây mình không kể nó mất công. Nhưng mà bình thường chỉ cần người đó yêu thương mình thật lòng, là người đạo đức và có trái tim nhân hậu là ok rồi. Thí dụ như em lấy một cái người mà người ta đã gãy đổ, người ta có con cái rồi, có thể là hai chồng thương lượng thích có con nữa thì có, không có thì thôi. Nhưng thật sự nếu em lấy một người mà người ta chưa có con, em cũng không thể ích kỷ là tôi chỉ vậy, tôi để nuôi con tôi không muốn đẻ với anh. Thì cái đó rồi người ta con người ta đâu. Rồi em muốn anh coi con em như con anh đi, khỏi đẻ nữa, thì cái đó là nó hơi ích kỷ nghiêng về phía mình. Mọi chuyện còn ở tương lai, chưa biết em sẽ lấy một người chồng như thế nào. Nhưng đừng đặt nặng quá một cái vấn đề là tôi phải tìm ai thương con tôi mới thương, đừng có như vậy quá thì. Nhưng mà cái người mà không có đạo đức á, là qua cách thể hiện, dù khi trước mặt em yêu thương chăm sóc, nhưng mà sau lưng em coi cách người ta ứng xử với bạn bè, gia đình, người thân mà gọi là không có đạo đức thì em dè đi là vừa. Em hiểu ý chị nói không? Ha, chỉ chỉnh lại chỗ đó xíu, chứ không có một cái giá trị tuyệt đối, nó chỉ cần tương đối thôi là được rồi. Đừng quá cầu toàn trong cuộc sống nha. Nhưng quan trọng phải tìm một người đàn ông có đạo đức nha em nha. Không có đức mặc sức mà ăn nha cưng, không có đạo đức là thua. Vậy thôi.
còn giàu có hay nghèo khổ hay hoàn cảnh gia đình hay là độc thân hay đổ vỡ gì đó mình không biết được, miễn trái tim mình nó rung động chạm được cảm xúc của mình thì mình đó là cái nhân duyên của mình thôi ha. Cảm ơn chị. Chị nghĩ chị nói là em tiếp thu liền á, nhưng mà bên này không có tiếp thu chị liền đâu. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cửa trái tim ra nha. Dù sao ngày hôm nay chúng ta cũng đã gặp nhau rồi, quyền quyết định là của các bạn, nhưng theo format chương trình thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau. Xin mời hai bạn. Rồi, chúng ta có thể tặng quà cho nhau, làm kỷ niệm, trao đổi vài thông tin. Hôm nay đến chương trình có món quà tặng bạn. Cảm ơn anh nhiều, em cũng có một cái món quà nho nhỏ gửi anh. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng ăn trưa với nhau ha, trò chuyện với nhau vui vẻ, mình có thể có thêm những người bạn trong cuộc sống cũng rất là tốt. Xin mời. Mời hai bạn thưởng thức món cháo cá lăng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương nha. Nhìn hấp dẫn quá, đang ra sôi rồi. Mời các bạn ăn trưa ngon miệng, trò chuyện với nhau vui vẻ nha. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Mời hai em. Cảm ơn chị. Em mời anh nha. Cảm ơn em nhiều. Lúc nãy anh nói anh đang công tác ở đâu nha? Anh làm việc ở gần chỗ nhà anh luôn, là khu xuất lên chung một. Là gần chỗ làm đại học á hả anh? Đúng rồi, là gần là đại học thôi, 55. Đáng lý là thường đám hỏi xong á là phải có kết hôn chứ. Thì lúc nãy em cũng nói với anh rồi là do em thông cảm với cái hoàn cảnh và công việc của bạn. Bạn đó thì chạy lái xe của gia đình cho nên là cái thời gian ở nhà nó hơi bị ít, thì em nói là cái giai đoạn đó là bạn đó là tranh thủ chạy chuyến xe để mà kịp mà tới ngày cưới á. Thì mình thống nhất với nhau á là cái ngày cưới xong là cái em sắp xếp được công việc rồi được nghỉ phép, bạn đó cũng được nghỉ. Thì hai đứa sẽ cùng nhau làm giấy. Thì mình em mới ok đợi cái đó là cái tư tưởng đó, là cái người nào đề xướng lên cái đó? Nói chung gia đình bên đó. Bên đó hả? Vậy là thì ra là vậy rồi. Sau khi xong cái đó đi, ví dụ như giờ xe về xong rồi thì vẫn đi kết hôn được mà. Dạ đúng rồi, thì em hối em cũng hối thúc thường xuyên luôn. Nhưng mà họ viện rất là nhiều lý do, chung là cái lời nói của người lớn thì mình cũng không có tới giờ mà dạy nha. Mình nghi ngờ, cũng nghi ngờ nhưng mà không có đến nỗi mức độ nghiêm trọng. Cái người bạn của em thì sao? Người bạn ấy thì cứ nhá, nói chung bạn nói thì nghe lời gia đình hơi bị nhiều. Rồi vậy là chắc là bị sắp đặt của gia đình rồi. Nói chung là cái lý do riêng của họ em không có đào sâu. Cái mình không biết lý do của người ta như thế nào. Dạ đúng rồi. Thôi nhưng mà cái đó coi như là theo anh thấy là coi như cái một cái phần tắc chịu thiệt của em. Thiệt vậy, dạ. Em coi như là em chấp ngã thì anh cảm thông vậy. Ok, trò chuyện vui không? Dạ vui chị. Ăn ngon không? Hôm nay chị ra ngoài thì thấy là có mẹ em đi theo đúng không? Bây giờ chị mời mẹ của em vào để chị hỏi thăm vài câu nhé. Dạ mời cô. Chào MC Cát Tường, dễ thương. Chào bác. Các bạn ở trường quay. Dạ, hồi nãy giờ cô nghe Cát Tường với hai bạn đây trò chuyện thì cô có suy nghĩ, có cảm nhận gì không cô? Cô chia sẻ vài câu nha. Thì cô cũng vui chứ không có gì hết. Cái hoàn cảnh của con mình thì mình cũng biết rồi. Người mà độc thân thì khó chấp nhận, đó là cô cũng đồng ý. Nhưng mà tại vì giờ cũng lo xin nói thêm á là cũng không có quen ai, là như hồi đó lớn lên rồi nó hẳn cũng ngó lên lắm. Khó tánh là ngó lên, cũng muốn người đó cũng phải là học thức bằng mình, rồi cũng phải đẹp trai. Cuối cùng là nên là đã tới tuổi không quen được thì cái người đó là mới là giới thiệu, cái người quen của ba mới giới thiệu bạn. Mà mới có 30-32 tuổi mà làm giống như là cái gì? Ba cũng lớn tuổi rồi, ba cũng thích cháu. Rồi nói lại thì lúc đó là mai mối thấy được quá cái tới luôn. Con gái nữa là cái để 2-3 đứa mới xong, mình mới làm luôn nhà là toàn ở đây. Xong là gia đình thì sẽ quan trọng từ kết hôn quá à. Đám cưới mấy trăm người chứng kiến là được rồi. Bên ông xuôi nói vậy á. Nói với chị luôn á hả? Nói thẳng luôn, nói gia đình là bên đây xong mà quan trọng từ kết hôn quá vậy. Đám cưới mấy trăm người chứng kiến là được rồi. Bên đây là xanh ba bốn đứa mới nhà mới làm kết hôn không à. Rồi là cô không biết nghĩ làm sao, là cô cũng không ý kiến luôn. Thì về là anh Trinh về làm dâu nữa, nó còn y như Tô Ánh Nguyệt, nó thẳng vậy là mấy tháng lại bỏ của chạy lấy người. Giống như hồi nãy Tường cũng chia sẻ với em rồi đó, mọi thứ bây giờ là có gia đình nè,
có con cái, coi như có đứa con, trời tuyệt vời nha em. Mai mốt ha, 10 năm nữa đi ha, giống như chị ha. Các bắt đầu bây giờ mới nhiêu, bây giờ là 32 hả? Dạ. Rồi 12 năm nữa ha, là bằng chị bây giờ. Là lúc đó con gái 18 tuổi bằng con chị giờ luôn. Tuyệt vời, không có gì sung sướng bằng. Có đứa con gái là tài sản đúng không cô? Không, bây giờ không gấp gì hết trơn á em. Thư giãn, thả lỏng, đúng người thì mình tới. Thả lỏng giống chị nè, thả lỏng. Này thì Trinh cũng không lên, tại vì cô cứ kêu đăng ký đi đây, thấy lên đây là thấy có nhiều người cũng rất là chuẩn đàng hoàng nữa. Cái gì nó cũng là duyên số đó cô, không sao không hết, không chịu đi. Dạ, hôm nay cũng là cái vui thôi. Thôi thì mọi thứ giống như là Tường chia sẻ nãy giờ, nó nở nhân duyên, ông trời ông sắp xếp hết trơn rồi. Và Tường thấy là hôm nay là em không có gì phải buồn hết nha. Chỉ nghe những cái lời chia sẻ, có cơ hội ra ngoài kể được câu chuyện của mình ra là mình cởi mở, mình cũng nhẹ lòng mình hơn. Rồi một ngày không xa thì tình duyên cũng sẽ đến với tất cả hai bạn luôn. Bây giờ em là có mẹ bên cạnh là quá tuyệt vời rồi. Rồi thôi mời đứng lên luôn đi cưng. Rồi mời gia đình, hai gia đình đứng lên đây, hai mẹ con bên đây nha. Hôm nay thì làm mai thì không thành công rồi quý vị. Dạ, khi mà mình đã biết không thành công rồi thì Tường cũng rất là vui thôi ạ. Giống như là bạn trai chia sẻ, thà như lúc đầu cho nó rõ ràng, đó cũng là một cách mà mình tôn trọng lẫn nhau. Đó là cái quyền, đó là cảm xúc của các bạn, những người đăng ký tham gia chương trình. Thay mặt chương trình tặng cho em nha. Dạ, quà cảm ơn chị. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Dạ, cảm ơn cô đã dành thời gian đến để chia sẻ với chương trình. Rồi cảm ơn em luôn đã đến với chương trình, và chị cũng hy vọng rằng em cũng sẽ tìm được một cái người đúng như mình mong muốn. Hơi buồn một chút nhưng kết quả Tường thấy như vậy nó cũng rất là nhân văn thưa quý vị. Và hy vọng chương trình này phát ra thì cũng sẽ có nhiều người đồng cảm cho cả hai người tham gia chương trình ngày hôm nay. Nếu như quý vị đang theo dõi như Tường chia sẻ từ nãy giờ, mình có yêu thích, mình muốn có những cái thông tin để mà tìm hiểu về hai bạn này thì cứ liên hệ với chương trình quý vị nha. Các Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một không gian rất là ấm cúng, rất là sang trọng của nhà hàng Bao Dim Sum. Được biết đến là một trong những nhà hàng tiên phong tạo ra làn gió mới trong nền ẩm thực Hồng Kông tại Sài Gòn. Nhà hàng Bao Dim Sum tự hào mang đến thực khách sự trải nghiệm tuyệt vời, đa giác quan từ vị giác đến văn hóa ẩm thực. Từ lâu, thực khách sành ăn tại Sài Gòn đã biết đến nhà hàng Bao Dim Sum như một điểm đến lý tưởng để thưởng thức những món ăn Trung Hoa truyền thống. Nhà hàng Bao Dim Sum chi nhánh Nguyễn Tri Phương sở hữu không gian rộng rãi, thoải mái với sức chứa hơn 500 thực khách. Thông qua bàn tay điêu luyện và lành nghề của bếp trưởng với kinh nghiệm trên 30 năm trong lĩnh vực ẩm thực Quảng Đông, với tiêu chí món chất lượng, nhân viên thân thiện và không gian gần gũi, Bao Dim Sum sẽ luôn là một điểm đến tuyệt vời của tất cả mọi người. 10 tháng là bắt đầu tùm lum chuyện hết. Sau đó là em bị rơi vào lãnh cảm luôn ạ. Gần như là cũng không có một chút cảm hứng nào với cả mọi các mối quan hệ luôn. Vậy thì em đến cái mắt kiến đi. Lấy cái mắt kiến đi, khỏi cần gợi ý. Thế em muốn bấm đâu? Em muốn bấm nhiều chỗ lắm chị. Ngày hôm nay các Tường sẽ làm mai mối cho một cặp đôi cũng rất là tuyệt vời. Và đây thì Tường đã thấy anh chàng ngồi đây rồi. Tường sẽ ra ngoài và đưa cô bạn gái vào ngay lập tức quý vị nhé. Xin chờ các Tường trong ít giây thôi. Rồi, ngồi ghế đây. Xin mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Chào hai bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình, nói thật là lớn, thật rõ cho người đối diện có thể nghe rõ được qua cánh cửa trái tim này nha. Mời bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn gái bên kia. Mình tên là Ngô Đức Minh, sinh năm 1982, quê quán ở Lâm Đồng. Hiện giờ thì đang làm tài xế ở Bình Thạnh. Chở hàng hay chở người? Tài xế tải vậy. Giờ mình có đi công tác xa không, hay là mình làm giờ hành chánh, hay là đi tỉnh? Dạ làm giờ hành chánh ạ. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ làm? Dạ không, làm hết. Làm suốt luôn? Sau 4 giờ nghỉ. Sau 4 giờ là được nghỉ, vẫn có những thời gian buổi tối để đi chơi ha. Em quê ở đâu? Em Bảo Lộc, Lâm Đồng. Quê Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ. Rồi ở ngoài quê mình còn ai ngoài quê? Ngoài quê có bố mẹ với một em trai nữa. Bố mẹ với em trai. Dạ. Ở ngoài quê luôn. Mình vào thành phố già được bao lâu rồi? Trước đây em cũng đi trong quân đội 9 năm ở dưới đây. Ồ. Sau đó mới về quê. Duyên số sao đẩy vô tài xế xuống đây làm. Là trước đây có đi bộ đội? Đi sĩ quan 9 năm. 9 năm? Dạ. Wow. Rồi tới phiên em gái, em nghe rõ thông tin của bạn trai rồi ha. Đã từng đi bộ đội em sĩ quan tới 9 năm, bây giờ về thì làm lái xe cho công ty đang ở Bình Thạnh. Em chào chị Cát Tường và chào mọi người, cũng như chào bạn trai phía bên kia. Anh này là Kia,
Em sinh năm 84, hiện tại đang làm nhân viên cũng kiểu dạng văn phòng thôi chị ạ. Quê mình ở đâu cơ? Em ở Hà Nội ạ. Công ty cử thì là em ở đây công tác. Cũng chắc là cũng dài hạn ạ. Vào đây được bao lâu rồi? Em ở đây chắc là khoảng tầm được hơn 4 tháng rưỡi. Gì? Mới vô có 4 tháng rưỡi à hả? Dạ. Thế mình thấy cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh này như thế nào? Em thực ra là hồi xưa em cũng có vào trong này làm ở trong này cũng được gần 2 năm. Và em rất là thích ở trong này. Không khí ở trong này nó phù hợp với em hơn. Thế em gốc người ở đâu? À, em đang ở Bảo Lộc hả? Ở Lâm Đồng. Quê Lâm Đồng. Gốc bố thì ở Hà Nội, mẹ ở Đà Nẵng, sinh ra trong Lâm Đồng. À, nhưng mà gốc là cũng có gốc ở ngoài Bắc luôn. Yeah. Hai người cho thấy cũng có một số nét tương đồng ha. Tuổi là cũng cùng thế hệ 8X ha. Người 82, người 84, thấy mọi thứ cũng hợp rồi đó. Bây giờ mình đi sâu vô một chút xíu nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là cái gì cũng có thể làm được. Ừ. Còn điểm yếu là mắc bệnh lười. Điểm mạnh cái gì cũng làm được. Mà điểm yếu mắc bệnh lười có nghĩa là lười không có làm gì hết. Thế kia ạ. Thì em có thể làm thường xuyên được. À. Nhưng mà vấn đề là nó không thích là không làm đâu ạ. Thế là đó giờ có thích cái gì chưa? Em thích nhiều thứ lắm chị ạ. Mà những cái em thích thì em có làm tới nơi tới chốn không? Ví dụ như em rất thích ăn nên hôm nay em ăn tới nơi tới chốn luôn chị. À rồi. Còn điểm mạnh điểm yếu nào nữa không? Em nói chung là cũng khá là tự tin trong mọi thứ. Công việc thì em không nề hà bất cứ thứ gì. Chỉ có điểm yếu là khi mà em đang làm việc mà ai mà làm em phân tâm, tâm mất tập trung ấy, là em hay nóng tính. Em rất là nóng tính. Nóng tính. Ừ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Biết cũng biết nấu ăn, chiếu cả nhà ở nhà là phụ bố mẹ dọn dẹp, là lúc rảnh rỗi là phụ. Cũng lập trường, tư tưởng vững vàng. Còn điểm yếu em mà cũng nhút nhát lắm, cũng rụt rè, e ngại lắm, ít tiếp xúc. Về tình duyên của mình thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em do em lấy vợ đạo Chúa cho nên mới sinh ra khỏi quân đội. Để về lấy vợ thì cũng 2 năm sau là cũng chia tay. Nhưng mà lý do chia tay là gì á? Rồi, bây giờ đó, cổ hỏi kìa, lý do chia tay là gì? Thực sự là lúc đó cũng chưa có đủ cái độ chín chắn lắm. Do hai người cùng tuổi nữa, em với vợ em là bạn học luôn. Hồi mới đầu thì không có cãi gì nữa. Lúc đám cưới là bao nhiêu tuổi? Dạ, năm 2009 á. 2009 là 10 năm trước. 10 năm. Lúc đó giống như là vẫn còn cảm cái tính mình hay với cái tính người đó cũng như ai đụng chuyện cái là ngang là cãi. Thứ hai là do cũng đạo giáo, mới đầu thì em nghĩ là nó đơn giản quá. Em nghĩ là thôi, đạo không quan trọng. Nhưng mà lúc sau có một đứa con, em có một đứa con. Là lúc sau nó 10 tháng là bắt đầu tùm lum chuyện hết. Từ cái chuyện nhỏ hồi nó cứ nói lớn lên là cuối cùng tan vỡ. Rồi bây giờ con gái ở đâu? Dạ ở với bên mẹ. Con gái năm nay là bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi. Là giờ con gái cũng ở bên mẹ, đương nhiên là theo đạo của bên mẹ luôn. Dạ đúng rồi, theo luôn rồi. Thế em đạo gì? Em bên lương, không theo tôn giáo, không theo đạo. Đạo lương thôi, phải đạo tiền phải không? Rồi vậy. Em chia tay năm nào? 2011. 2011. Thì đến nay là cũng 7 năm. Thế trong 7 năm qua thì mình có trải qua thêm mối tình nào nữa không? Sơ nhưng mà cũng không có yêu. Lý gì không? Chán với cũng cảm giác nó sợ cảm giác chia tay đó. Chia tay xong cũng buồn một thời gian. Thì thôi giờ cũng già, sắp già hết đến nơi thôi. Bây giờ chương trình đi kiếm giùm không biết được hay không. Em đã sẵn sàng đón tiếp một cái tình duyên mới chưa? Sẵn sàng để xây dựng một cái gia đình mới hay chưa? Dạ, bây giờ thì em đã sẵn sàng cần một gia đình. Ba mẹ gia đình có ủng hộ hay là có đưa ra ý kiến gì cho em không? Bố mẹ vẫn kêu là thôi giờ lớn rồi, lấy vợ với còn cháu chát nữa. Chứ giờ bố mẹ cũng già mà chẳng có cháu. Con của em bên trước thì từ đó đến giờ là không về nhà luôn. Rồi thôi mình cứ tạm nghe câu chuyện bạn ấy đến đây thì chuyện buồn cũng không nên khai thác nhiều. Thế còn em? Em trải qua nhiều mối tình lắm chị ạ. Nhiều, nói lớn lên, nhiều mình phải tự hào lên chứ. Không, nhiều ngại lắm chị. Gì đâu ngại? Ngại chứ chị. Thấy chị nhiều chị khoe lên báo không? Khoe nhiều quá người ta lại bảo là mình hơi lăng nhăng ạ. Lăng nhăng, bây giờ em nghĩ đi, em 30 mấy tuổi rồi, đó, đúng không? Giờ em yêu năm 18 tuổi, vậy là luật pháp cho đã là... không ạ, em 22 tuổi mới yêu cơ. 22 mà bữa nay em 30 mấy năm. Em chưa lấy chồng thì em phải trải qua những mối tình chứ. Bao nhiêu mối nói thiệt đi. Chắc đếm sơ sơ là trên đầu ba đấy ạ. Đầu là ba còn đâu đuôi thì nó lênh đênh lắm chị. À, một tràng hổ tay. Chứ hôm nay tôi có đồng minh rồi. Chị uống nhiều như vậy ư? Trời ơi, chị phải nhiều hơn chứ. Đầu chị chắc phải 5-6 chứ. Nhưng mà những mối tình nào mà em khắc cốt ghi tâm nhất á? Chắc mối tình đầu ạ. Mối tình đầu? Dạ. Thế cái mối tình đầu nó như thế nào mà khắc cốt ghi tâm? Quen được bao lâu? Được gần 2 năm ạ. 2 năm. Ừ. Có ý định tiến tới hôn nhân không? Có chị ạ. Rồi sao, tại sao gãy đổ? Nhưng mà anh ấy là đi du học ở bên Pháp, sau đó là bị tai nạn ở bên đấy và không còn nữa. Thì đối với em lúc đầu nó có thể là buồn, nhưng mà em chỉ buồn trong khoảng độ chắc cũng được 6 năm. Nhưng 6 năm? Dạ. Em là lúc đấy là sau đó là em bị rơi vào lãnh cảm luôn ạ. Gần như là cũng không có một chút cảm hứng nào với cả mọi các mối quan hệ luôn. Nhưng mà sau đó thì có một người đàn anh đi qua cũng kiểu cũng có ý định với em. Anh ấy không thuyết phục được đến khi anh ấy bảo thôi anh phải đi sang Nhật. Thì bây giờ anh chỉ chúc em rằng là em hãy mở lòng cho mọi người.
Vì nếu như em không mở lòng thì sẽ chắc chắn sẽ có một người đối lập với giới tính của em ấy, cũng sẽ bị kiểu cô độc. Vì em sống cô độc bởi vì trời sinh ra là đã không bao giờ người ta cũng là có một đôi một cặp. Rồi từ đó bắt đầu mới là... Thì lúc đó em mới bắt đầu mở lòng ra. Và mỗi lần mở lòng ra thì mọi là một trải nghiệm mới ấy. Lý do tại sao em mở lòng nhiều như vậy? Tại em ham vui thôi ạ. Ham vui? Dạ, tại vì cái chủ trương sống của em thì sau khi mà em làm việc nhiều á thì em cũng nhập viện. Và em điều trị bệnh viện xong thì em cảm thấy rằng là cuộc sống kiếm tiền nó cũng chỉ là để mình thỏa mãn cái thú vui của mình thôi. Thú vui là thú vui gì? Ví dụ như em rất thích đi du lịch này. Em rất thích, nếu như em đi vào một cửa tiệm nào đó em có thể bỏ tiền ra em mua một cái gì đó ấy. Thì bao giờ em cũng phải có tiền sẵn. Em phải làm việc nhiều thì em mới có tiền. Chắc là cái thú vui của em là thú vui tiêu tiền. Thế còn đến với những mối tình thì em đặt kỳ vọng gì trong những cái tình yêu đó? Em cũng mong muốn là có thể đi đến xa hơn. Thì có thể có độ hòa hợp khi mà mình đến với nhau và mình sống với nhau. Thế bình quân cái tuổi thọ của một mối tình của em là kéo dài trong bao lâu? Các cái mối tình về sau thì bình quân chung kỳ chắc khoảng tầm 6 tháng chị ạ. Em thua chị rồi, chị là có mừng mưỡng tới 2 năm lận. Khi mình đến với một mối tình mình vẫn là nghiêm túc, mình muốn tính đúng chuyện rồi lâu dài. Vâng. Chứ không phải là vậy chứ em có nghĩ em là người chơi vui vờ, nhưng mà chơi em nghĩ em có phải là người chung thủy không? Chung thủy thì cái mà để nói về chung thủy nó rất là khó chị ạ. Chung tình cũng khó lắm chị. Bây giờ gần như là không có bao giờ có cái trường tồn vĩnh cửu của chị. Có nghĩa là thí dụ em đang có một mối quan hệ nghiêm túc là yêu đương, nhưng nếu em gặp một cái đối tượng khác em cảm thấy nó có thể phù hợp hơn, hoặc là cảm thấy trái tim mình rung động gặp đối tượng đó, thì em vẫn sẵn sàng tìm hiểu cái đối tượng mới. Không ạ, em là có một cái cam kết ấy. Cam kết như thế nào? Tức là khi mà em đã đồng ý xác định rồi á, bạn là người yêu của tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ có coi bạn là người yêu thôi. Có bất kể một trai đẹp hay là một trai to hoàn toàn tốt hơn đi chăng nữa, với em nó cũng chỉ là bạn thôi ạ. Có nghĩa là khi kết thúc một mối quan hệ này rồi thì mình mới đến một cái mối quan hệ khác. Vâng. Như vậy em cũng là một người chung tình rồi. Sao em lại nói khái niệm nó không? Nhưng mà cái tình của em thì nó lại trôi nổi nhanh lắm chị ạ. Ví dụ như em chia tay xong cái một tháng sau em mà gặp một người khác là vui vui ấy, là em cũng theo à? Chuyện đó bình thường, nhưng mà khi mình đã kết thúc mối quan hệ cũ rồi, mình cũng là một người dễ rung động. Tạm thời hiểu như vậy nha. Bạn nam suy nghĩ như thế nào với cái tình trường khá là phong phú của bạn nữ? Em thì thấy bình thường lắm. Đối với em cái chuyện đó nó không quan trọng. Vấn đề là sau này nếu mà quen nhau, đến với nhau thì cái gì nó phải rõ ràng. Đó, cái gì nó qua là qua, quá khứ là bỏ qua, không có xong với quá khứ. Em là vậy, chỉ đơn giản. Nhưng mà cổ quan nhiều quá vậy mình có ngại không? Dạ không chị. Bạn có đem hình ảnh gì theo không? Cho chị coi coi. Wow, hình ngày xưa đây ha. Wow, đẹp trai dữ. Gửi tặng em 2 tấm hình của ảnh này để em nhìn đi. Có anh chàng bộ đội trong đó đó. Trong 4 cô gái này là có cổ ở chậm luôn đó. Nhận tìm ra ai chưa ạ? Mình có cảm giác ai là cô ấy chưa ạ? Khó quá. Khó mới đố chứ, dễ đố làm gì. Mà em đoán cái mắt kiến đi. Lấy cái mắt kiến đi, khỏi cần gợi ý. Em hãy gợi ý cho cổ một chi tiết để cổ nhận ra em. Nếu mà 2 tấm hình đó mà nhìn kỹ thì biết ngay. Nhìn kỹ biết ngay, không cần gợi ý luôn. Em cũng đoán đoán. Đâu? Đây và đây. Rồi hay quá ha. Hai người này đúng là tuổi đời nhiều cái là nó có khác. Rồi xin mời các bạn hãy xem kết quả dự đoán của mình. Hãy nhìn vào cửa trái tim và cánh cửa sẽ được mở ra. 1, 2, 3. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chị có tuổi nè, chị cũng gà hóa cốt, mắt gì cũng mở nhưng mà trai đẹp chị vẫn thấy. Ôi, bây giờ quà gì vậy cho chị Tường xem với. Biết quà gì? Cái gì đấy? Cái này là đặc sản ở Hà Nội ạ. Ồ, đố em biết cái gì? Em chịu. Trời ơi, cốm đúng không? Dạ vâng, đúng. Trời rồi. Ơi, các Tường ta dân Nam ta nhìn ta biết cốm nữa. Rồi bây giờ, cảm xúc đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau là như thế nào? Bạn gái dễ hơn. Em cảm ơn. Còn em? Khó nói quá chị. Nữa, cái gì bà cũng khó nói chứ. Quen ba mấy mối tình mà cái gì? Thói quen của em thường xuyên là bao giờ cũng phải gặp ít nhất là 3 lần á. Thì em mới bắt đầu có một cái cân nhận xét chung. Còn nếu không, đối với em thì mọi người gặp giống như lần đầu cũng như là nhiều vị khách hàng của em ạ. Hôm nay mình đến đây là xác định để tìm người yêu. Mình nhìn cái người đối phương với cái tư cách là đây có thể nào là một người yêu của mình hay không. Mà chị là nhìn lần đầu tiên là biết được hay không? Không, em không chơi. Thì đó, vậy là em với chị hai trường phái, hai chị em mình khác nhau. Tường sẽ ra ngoài để mời hai bạn ở đây có những giây phút trò chuyện riêng với nhau. Rồi ít phút chị Tường sẽ quay lại. Và trước khi đi ra ngoài, chị Tường không quên mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Dim Sum. Trời ơi, trình bày mọi người thấy không, Tường quảng cáo đâu có sai đâu. Nhà hàng trình bày rất là đẹp mắt luôn thưa quý vị, với nhiều món ăn nhỏ nhỏ góp lại trong một cái dĩa ha. Đây là món chân vịt sốt bào ngư nè, cua cuộn rong biển nè, rồi tàu hũ kia tôm chiên nè,
bánh bao xá xíu hấp nè và cải Hồng Kông dầu hào. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng và nhớ phải là quan trọng là trò chuyện với nhau nữa nha. Dạ, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, mời em dùng ạ. Dạ, em ăn. Ủa em ở Hà Nội, em ở đâu? Em ở quận Hoàng Mai á. Thực ra là em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng mà em rất là mù đường ở Hà Nội. Giờ đi đâu em cũng phải mang bản đồ theo á. Bây giờ có thêm Google Maps thì em mới dùng Google Maps ấy. Và trong Hồ Chí Minh này em cũng bị là đi vòng vòng nhiều lần rồi. Bây giờ em ở quận mấy? Ở Sài Gòn á? Em ở quận 6 anh ạ. Còn anh ở quận mấy ạ? Anh Bình Thạnh. Đợt trước công ty em giao hàng ở bên đó đi mất hơn tiếng đồng hồ. Sao rồi sai? Em còn bị đi lạc cơ. Còn mà anh làm về công ty giao vận chuyển ạ? Công ty anh là chuyên về lẩu gà ớt hiểm 109 đó. Không, hình như em ăn rồi á. Em thấy ăn cũng ngon. Rất nhiều chi nhánh. Em là có tâm hồn ăn uống cực kỳ cao luôn ấy. Nên là cứ nhìn thấy đồ ăn thì là sáng quên hết tất cả mọi thứ luôn. Nên mục tiêu mẫu của em hầu như là tìm bạn trai cũng như là bạn đời là phải biết nấu ăn. Vì em cũng rất là lười nấu ăn. À, cái đó thì anh thì được cái là nấu ăn, thích nấu ăn, thích mình chế biến thôi. Còn em biết nhậu không? Dạ, em cũng biết một chút. Tại vì anh lâu lâu buồn buồn cũng hay đi nhậu. Anh có hay nhậu một mình không? Không, mình say. Nhậu phải có hai ba người. Nhậu một mình mà say ạ? Uống ba chai là say. Anh biết nấu nhiều món không? Chung anh có lên mạng anh học không ạ? Ừ. Với bạn ngoại cũng trước cũng chỉ mấy món. Mà anh thì cũng có một đời vợ rồi. Có một người con, nó cũng khó đúng không? Không biết em suy nghĩ thế nào. Có người sẽ nghĩ là mắc mới gì mình phải đi quen một người có vợ. Đó. Cho nên anh rất tự ti cái đó từ xưa đến giờ nó cũng không dám quen nữa. Thật ra bạn em cũng có rất nhiều người bạn cũng một đời vợ rồi. Thì em thấy rằng là điều đó có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng qua là bản thân là có bước qua được cái tự ti đấy không thôi. Còn với em thì thời gian nếu mà anh mà có con mà nuôi con thì càng tốt đối với em luôn á. Vậy hả? Tại vì thực ra bây giờ tuổi của em cũng lớn rồi. Và em cũng xác định rằng là nếu mà không á thì là em còn nhận con nuôi cơ. Vì em cũng không có dự định là sinh ngay em bé. Nói chung là cái sức khỏe của em nó cũng không phải là dạng tốt. Nên năm ra em sẽ có rất là nhiều bệnh. Mà bệnh đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Nó không nên. Em cũng hy vọng là có thể chương trình biết đâu đó tìm cho em một người bạn trai mà có con rồi thì càng tốt ạ. Thực ra em rất thích trẻ con. Chỉ có điều là không thích sinh lắm. Tại vì anh cũng lớn, đâm ra ở nhà thì bố mẹ cũng kêu là cũng ráng cưới vợ rồi kiếm cháu. Chứ bố mẹ cũng lớn tuổi. Nếu như mà tình yêu đủ nhiều thì cũng có thể. Em sẽ suy nghĩ đến vấn đề là mình sẽ sinh thêm em bé. Chỉ có điều là bây giờ ấy, để mà nuôi một đứa trẻ thì mình phải xác định rất nhiều tư tưởng. Và đặc biệt là với cái độ tuổi mình quá lớn rồi ấy. Em nói thật là bây giờ tuổi của anh này em mình cũng lớn rồi. Đúng rồi. Mà chăm một đứa trẻ nó cũng rất là cần rất là nhiều. Anh có đảm bảo rằng là anh sẽ chăm sóc chu toàn được trong vòng từ khi nó sinh ra cho đến khi nó 18 tuổi hay không? Con mình thì buộc mình phải làm mọi thứ để mà phải nuôi cho con của mình. Chứ cái đó không thể mà không làm được. Phụ nữ nào người ta cũng thích có con mà sao em không thích? Tại vì thực ra là từ khi em còn bé, nuôi em rất vất vả. Ông phải kiếm rất nhiều tiền. Mà hầu như là em ở trong bệnh viện nhiều hơn. Về sau em lớn lên ấy, thì em biết rằng là bản thân mình cũng có rất nhiều bệnh. Các bệnh lặt vặt nó cứ như kiểu là lai lát đấy chị. Mà quan trọng là khi mà em trưởng thành hoặc là bây giờ thì em có đi khám bệnh định kỳ không? Mà bác sĩ có chỉ định hay có nói rằng là em không sinh em bé được hay không? À không, là do tự em nghĩ ra như vậy thôi. Thực ra là em bị mắc bệnh lo xa nên năm ra là em cũng hay... Nhưng mà em có đi khám sức khỏe định kỳ không? Em có chứ chị. Sức khỏe em như thế nào? Nói chung là đến hiện tại, thời điểm hiện tại là rất là tạm ổn. Rất là tại vì mình lo lắng quá thôi. Rồi vì quay lại cái việc con cái thì suy nghĩ của em như thế nào về cái vấn đề đó? Con cái thì đối với em thì con nào cũng là con mà. Kể cả con nuôi mình vẫn luôn có thể nhận con nuôi được mà. Mình nuôi nó bằng cái tâm mình muốn. Thực ra là bố em hồi xưa cũng đi dị vợ. Cái cảnh mà gà trống nuôi con ý, thì em rất là thương bố em. Khi mà mẹ hai em đến với bố em ý, mẹ hai của em cũng phải thuyết phục bố em rất nhiều. Thì ông mới bắt đầu mở lòng hơn và ông mới cưới mẹ hai em. Thì mẹ hai em nuôi bọn em rất là kiểu như một người mẹ cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chị. Có khi bọn em còn được sung sướng hơn là con đẻ của mẹ. Thế nên đâm ra đối với em ấy thì là kể cả con ai cũng được. Với những cái mối tình mà em từng trải qua, có những cái mối tình nào mà nó quan trọng đến mức mà em có từng chia sẻ về vấn đề con cái với những người yêu trước đây của em chưa? Có chứ chị, ai em cũng chia sẻ thôi. Thì họ, quan điểm của họ là như thế nào? Có nhiều người thì bảo thôi cứ để từ từ tương lai tính. Bởi vì thực ra là họ biết tính em là rất cố chấp và bảo thủ. Thực ra tình yêu đối với em thì tình yêu đủ nhiều thì em cũng sẵn sàng hơn. Và thật sự chị thì chị nghĩ thế này, tất cả mọi thứ, những cái suy nghĩ, quyết định của chúng ta nó đều không có thể nào là mãi mãi. Tại vì thời gian nó thay đổi thì cái quan điểm, cái suy nghĩ của con người nó cũng thay đổi. Chị nói đó là công tâm, chị không đứng về phía ai cả. Bởi vì chị cũng là người đã từng trải, cũng đã gãy đổ và con chị bây giờ rất lớn rồi. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói gì Tường, cuộc sống như Tường giờ là sướng như tiên. Nhưng thật sự trong thâm tâm của chị, trong lòng của chị vẫn muốn có con nữa. Và chị đặt những cái mốc,
Nhưng mà vì gia đình chị là gia đình người Huế rất là khó, có nghĩa là chị phải có chồng thì chị mới có con. Chứ nếu chị không lấy được chồng thì chị không có con. Chị đã đặt cái mốc đó ra trong cuộc đời chị là chị nói là chị sẽ ráng trước năm 33. Chị vì chị ly dị mới hai mấy tuổi à, 35 rồi không được, cái chị ráng, chị cho chị thêm cơ hội, chị nói thôi 38. 38 chị cũng không lấy được chồng, chị nói là 40. Và thật sự hiện tại bây giờ chị Tường đã 42, bước qua tuổi 43 rồi. Cho nên cái hy vọng, chị rất buồn vì cái hy vọng mà mình được đẻ con á, nó càng ngày nó càng hết. Hết là vì lý do nó đã quá tuổi. Cái thứ hai nữa là gia đình chị không đồng ý nữa. Quan trọng là tình yêu nó có đủ lớn hay không. Ý em là vẫn muốn sinh con đúng không? Dạ. Dạ. Tại hiện tại coi như bạn ấy giống như là hiện tại bạn ấy không có cái người con ở cái bên cạnh. Cái này em hiểu mà. Rồi, để con đi chị. Hồi nhỏ em chị nghĩ chăm thôi. Hồi nhỏ, trời sao chỗ này nó ngược với mình. Chị là thích đẻ, chị cũng thích chăm. Đầy cực lắm chị. Chị là thấy đẻ rất là dễ, mà chăm con mới là cực. Mẹ đau lắm à. Có gì đâu mà đau. Trời ơi, chị đẻ chồng chị chăm. Nếu bây giờ ai mà lấy chị và muốn chị đẻ con thì phải làm cam kết với chị, em đẻ mà anh chăm. Chăm với lại thật ra con. Là cô bé này đó là cô đang bị một số những cái sang chấn tâm lý, bị ảnh hưởng từ lúc cô còn trẻ. Gia đình nó có những cái sự kiện khiến cho bây giờ cô có những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên đồng cảm, và khi cái sự đồng cảm mà chạm được với nhau á, cái tình cảm, tình người nè, tình bạn bè nè, tình yêu nè, khi mà mình chạm được cảm xúc với nhau thì mình muốn cái gì thì cũng được cả. Và đây chương trình Mà Muốn Hẹn Hò với phiên bản Hẹn Ăn Trưa là đang muốn tìm kiếm cho hai bạn một cái cơ hội, tìm kiếm một nửa đích thực. Đây là một cái chương trình rất là nghiêm túc, cho nên khi hai bạn thật sự nghiêm túc với cái quyết định của mình thì mọi thứ đều được giải quyết hết. Bây giờ để cho tiếp tục cho hai bạn có cái cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và cho nó vui, xin mời bóc một lá bài, đọc lớn lên yêu cầu trong này và yêu cầu bạn nam thực hiện. Hãy đặt ra cho bạn trai đối diện 5 câu hỏi nhanh để bạn trai trả lời. Wow. Câu này cũng hại não mình hơn. Làm sao mà đặt ra được 5 câu hỏi nhanh? Anh có thích xem phim không? Không. Rồi xong. Nhanh. Anh thích đọc sách không? Không. Xong. Rồi tiếp xong tiếp dần hai. Tao rất thật thà. Thế anh thích gì? Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cặp đôi này hay. Tiếp. Anh thích đi chơi không? Có. Cái gì ta cũng thích rồi, đừng hỏi thích nữa, hỏi cái khác đi. Tao nói cái gì cũng thích anh rồi. Anh không thích gì trừ việc đọc sách và xem phim. Giả dối. Tôi thấy bạn trai hay hơn bạn rồi đó nha. Rất thẳng thắn, không giả dối, rất kiên định. Bây giờ mới thấy anh kiên định nè. Tính lừa người ta hả? Người ta nói người ta không thích cái gì ngoài hai cái đó, còn hỏi người ta không thích cái gì. Tới phiên em hỏi lại cổ. Bạn hãy thử vài động tác massage cho bạn gái. Ôi chết. Em bị. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên bắt bạn trai bạn gái làm hoài vậy? Bạn hãy thử một vài động tác massage cho bạn gái. Vậy là mình lời mà em. Mình tiến qua bên bạn gái, qua sau lưng bạn ấy, hoặc là trước mặt bạn ấy, massage cho bạn ấy đi. Anh có biết massage không? Thì biết, trước hay bấm huyệt cho bộ đội, bấm mấy đứa kia bấm cho mấy đứa. Bấm sao cho nó chặt. Anh bấm huyệt trên đầu đúng không? Thì bấm trên đầu chứ đâu bấm đầu đâu. Ai biết đâu được đấy ạ. Thế em muốn bấm đâu? Em muốn bấm nhiều chỗ lắm chị. Tóc bạc vậy. Tóc bạc. Người ta có tuổi rồi. Coi cái tay bả kìa, gõ gõ thư giãn dữ rồi. Thôi vậy thôi. Trời ơi, gì nhanh vậy Trương phê. Đi vậy. Chưa, đi qua hụt hẫng quá. Hụt hẫng quá. Không có khi là mình rồi thì. Ôi là nhiều chị ạ. Đây nè, anh phải đưa tay lên trên này nè. Vậy hả? Đó. Cái tay của mình á thì cái. Khó để quá. Không biết đó, được. Đó, rồi, đó. Đó, được đó. Đâu có đơn giản vậy em. Muốn này người ta chỉ chào hàng thôi. Còn em muốn được thì em phải có cái gì đó rồi người ta mới massage cho em hoài chứ. Không chị ơi, phải hướng dẫn nhiều chị ạ. Đúng rồi, hồi cái gì tay mà vẫn nóng nóng lắm chị. Đúng, nóng nóng lắm. Ta rồi đâu có quen em chứ. Ủa nhưng mà sao một đời vợ rồi mà cũng không vẫn nóng nóng như vậy. Người ta chia tay lâu rồi ông ơi, 10 năm rồi. Hả? Phí ha. Bởi vì cũng thấy phí ghê luôn á. Giờ làm sao cho nó hết phí đây nè. Thế bây giờ vô nghiêm túc một chút xíu, tôi hỏi về quan hôn nhân gia đình nè. Em quan niệm như thế nào về sống thử? Đối với em, sống thử là một chuyện bình thường. Chỉ có điều là cái quan niệm của em về việc cam kết khi đã ký giấy kết hôn thì gần như là khi mà đã xác định ký rồi ấy thì chúng ta không được phép buông bỏ. Ừ. Nếu đã kết hôn thì không được phép buông bỏ. À. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Từ xưa đến giờ cái suy nghĩ của em là nó rất thoáng, giống như bạn gái nói đó. Để cho một cái sự an toàn, nó cảm thấy đến được với nhau thì mình sẽ đăng ký kết hôn. Chứ mà đừng có để đổ vỡ, vì em rất là sợ một lần nữa. Chị Tường cũng đồng cảm với cái suy nghĩ của hai bạn. Trước mắt thì Tường thấy hai bạn rất là thoải mái để chia sẻ.
Đó là cách để chúng ta chọn để chúng ta tiếp cận với mọi người. Thật sự ít phút gặp gỡ ở đây không nhiều để cho các bạn có thể hiểu nhau được hết. Hiểu nhau cần có một thời gian, cần một quá trình. Thế thì bây giờ đến lúc mình phải đưa ra cái quyết định của mình là có hẹn hò với nhau hay không. Nếu bấm nút hẹn hò có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu nhau và trở thành bạn trai bạn gái. Còn nếu chúng ta thấy hoàn toàn vô cảm với người này, người này không thể, dù tôi có tìm hiểu 5 ngày, 3 ngày, 100 ngày cũng không thể, thì chúng ta không nên bấm để dành cơ hội này cho những người khác. Chị Tường cho thêm các bạn mỗi người một cơ hội nói với nhau một câu nữa trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Mời hai bạn. Anh có câu hỏi gì không? Một câu cuối thôi đó nha. Em phải suy nghĩ. Câu này khó nha. Câu này cực kỳ khó luôn ấy. Làm sao có thể trả lời được khi mình đâu có thể thích gặp mình lần đầu. Đâu phải là thích là cái kia đâu. Thích là nhiều cái sở thích. Giống như thích một cái nét nào đó, thích một cái tính cách, hoặc là thích cái gì. Giống như mình có một cái điểm để bắt đầu lấy cái bàn đạp mình đi lên thôi. Khi em hỏi anh có thích xem phim không, anh bảo không là đã không thích rồi này. Em hỏi tiếp là anh có thích đọc sách không, anh cũng bảo anh không thích đọc sách là cũng hơi mệt rồi đó. Nhưng mà đối với em mà nói thì bao giờ cũng thế, em cũng cho bản thân mình một cơ hội nhiều. Nên hôm nay em chỉ hỏi cảm thấy rằng là anh có muốn cái cơ hội đấy nữa không? Những câu hỏi của các bạn đưa ra rất khó trả lời trong cái thời điểm này. Và câu trả lời đó sẽ đưa ra sau cái quyết định của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn hãy đưa ra quyết định. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên dành cho ngày hôm nay. Mời hai bạn. Làm như tôi sướng gì. Không ấy cho cổ hôn em đi. Rồi mời em, nếu em không muốn người ta hôn em. Đó. Đây, xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim CD Box 212 Lý Chính Thắng để cho anh trải nghiệm. Có nhiều người nghĩ rằng không thích, nhưng mà vô xem một lần với cái không khí trong rạp sẽ bị ghiền. Gửi tặng bạn một món quà từ chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Nhớ có cái tin tức gì mà vui thì báo cho chị Tường biết với nha. Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Em cái mẫu người em muốn tìm kiếm giống như anh Quyền Linh á, là một người cha ấm áp, biết lo cho gia đình, muốn chọn người miền Nam, không có bị hô. Em hy vọng là Ly nó có cặp thì em với anh cũng có đôi ạ. Hay ạ. Mốt hai đứa về dọn về ở chung, sáng sớm hai đứa pha hai ly cà phê uống chung. Em cũng đã có hai con rồi, nên em cũng muốn nếu mà trường hợp mà mình có thêm con nữa thì mình phải lo được cái kinh tế cho cả ba con. Và bây giờ thì chàng trai đã ngồi đây rồi, Tường sẽ ra bên ngoài để đưa cô gái vào và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện hẹn hò quý vị nha. Rồi bên trái cưng ơi, ngồi xuống nha. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Rồi, chào, chào bạn trai, chào bạn gái. Mời em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào ekip chương trình. Em tên là Nguyễn Thái Thiệt, em đến từ Đồng Nai, hôm nay em 34 tuổi. Mình đang làm công việc gì Thiệt? Dạ, em làm ở khu công nghiệp Biên Hòa 2, team leader trong lái xe nâng, quản lý xe nâng với lại hàng hóa trong kho. Rồi, còn bên đây em gái, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào anh đối diện ạ. Em tên là Phạm Thị Hồng Lụa, em sinh năm 1985. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em công việc của em là kế toán. Còn bên đây là nãy nói là sinh năm bao nhiêu? Em 86. 86, à vậy là nhỏ hơn mình Lụa 1 tuổi ha. Dạ. Có ngại quen người nhỏ hơn mình xíu không? Dạ, cũng hơi ngại. Ngại gì đâu ngại, bây giờ phụ nữ là trẻ trung, năng động, biết cách làm đẹp nữa. Cho nên là nhìn trẻ hơn tuổi rất là nhiều, không có gì ngại hết. Quan trọng là không phải tuổi tác, quan trọng mình có hợp với nhau hay không thôi. Cái điểm mạnh, điểm yếu của Lụa là gì? Dạ, điểm mạnh của em đó là nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, hay cà khịa mấy bạn đồng nghiệp. Còn nhược điểm là em hơi nóng tính, ở nhà hơi bừa bộn chút, cuối tuần thì em mới dọn dẹp nhà. Chắc cũng công việc ha, nhiều thứ quá. Mình sống, chị cũng nghĩ, chị ở mình chị cũng bề bộn. Tại vì cái không gian nó của mình mà, miễn mình cảm thấy nó thoải mái là được rồi. Em thấy sao? Em thấy cũng được không? Đúng không? Dạ. Chừng nào là cái gì mà nếu nhìn vô nó ghê quá, nó là thấy bốc mùi rồi, cái đó không được nha, cái đó phải coi lại. Còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Nhược điểm của em là thì em ít nói,
lại tính cũng hơi nóng. Ít nói mà tính nóng. Đúng rồi, nói nhiều nhiều chút. Mấy người ít nói cái im im trong tới hồi nói ra cái nó bị bùng á. Vậy em tính không nha. Không có tài lẻ gì hết. Có tài chẳng không? Tài chẳng cũng không. Vậy là tôi ca không hay mà tôi đàn nghe cũng dở. Dạ, đó. Dạ. Rồi rồi. Rồi. Điểm thì em không có hút thuốc, không uống bia. Trong công việc thì em làm hết mình. Quan tâm chia sẻ với đồng nghiệp. Chân thành với những mối quan hệ này là tốt rồi. Đúng không? Rồi tình trường có mấy mối tình rồi? Tình trường thì em cũng đã trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Dạ. Và một lần ly dị. Cái lần ly dị đó có nằm trong cái mối tình đó không? Dạ không. Thôi bây giờ mình tập trung mình kể cái mối tình mà ly hôn trước đi, tại cái đó là quan trọng ha. Cái mối tình đó mình là quen được bao nhiêu lâu? Một năm mà chị. Nói chung mâu thuẫn về kinh tế. Là lúc đó là em đang thất nghiệp. Thất nghiệp sau khi đã kết hôn hay là đã trước khi kết hôn đã thất nghiệp rồi? Sau khi kết hôn. Bạn cũng nói là một làm một tháng để nuôi cho gia đình, cả gia đình bên em á. Em cảm thấy vậy là tự ái. Dạ. Trời đất. Nhưng mà ai là người đề nghị ly hôn? Vợ đề nghị ly hôn đó là. À, vợ em đề nghị hả? Có con chưa? Dạ chưa. À, cũng may là mới chưa. Có một năm. Mới có một năm, đâu có, nhiều khi người ta có bầu rồi mới cưới đương chi. Hoặc là khi cưới về người ta đẻ liền chứ bộ, cái chuyện con cái đâu có nói được. Dạ. Dạ. Rồi sau đó là em có thêm một mối tình khác nữa. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Kéo dài cũng một năm. Rồi lý do sao chia tay luôn? Bị cắm sừng. Bị cắm sừng. Cắm sừng mà em phát hiện? Hay là người ta nói? Hay là... Em phát hiện. Hôm đó thì đáng lẽ là đi chơi với em nhưng mà bạn ấy có kêu có việc bận. À. Khi em biết thì là đi chơi với người khác. Sao em biết được vậy? Thì, em rình hả? Thì em thấy tặng quà. Em thấy tặng quà? Người ta tặng quà sao em thấy? Thì có đưa khoe cho em mà kêu là tự mua nhưng mà em nói là quà của bạn ấy. Rồi ai đề nghị chia tay? Bạn đó. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, ông này mai mốt chọn lựa cho kỹ nha. Không biết số em sao luôn á. Tại là em đang sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Là bây giờ mai mốt lấy vợ về nữa là cũng về nhà sống nữa làm dâu đúng không? Dạ muốn làm dâu thì làm dâu, còn không là ở riêng. Ở riêng rồi có điều kiện ra riêng không? Dạ có. Ai có, em có hay là chờ vợ em có? Em có, ba mẹ em có. À ba em có, ba mẹ em có. Là cái vụ ly hôn á là cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ, 7 năm, 8 năm. À lúc đó không có phải không? Dạ. Rồi tới phiên em, tình trường sao lụa? À, chuyện tình của em thì luôn cái cuộc hôn nhân của em là em quen ba người. Cũng hôn nhân, cũng ba người. Dạ. Giống bên đây vậy. Vậy cái hôn nhân là cái thứ mấy? Dạ, cái đầu tiên. Rồi đầu tiên cách đây bao nhiêu lâu rồi em? À, em kết hôn năm 2010. Thì em có hai bé. Mấy năm trước, có nghĩa lúc đó em mới 25 tuổi thôi. Dạ đúng rồi. Một bé lớn 9 tuổi và một bé trai 8 tuổi. Lý do tại sao chia tay? Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu? Cũng hơn 3 năm. Em kết hôn năm 2010. Thì sau đó em sinh hai bé, là một bé gái sinh năm 2011 và một bé trai 2012. Sau này thì lúc mà em sinh bé trai á thì có mẹ chồng ở quê Nghệ An vào ở chung với vợ chồng em. Thì tụi em cũng ở cách nhà ngoại cỡ 12 cây số. Mẹ chồng ở chung thì nói chung là mình khác vùng miền, khác quan niệm sống, cũng hay gây áp lực. Chồng cũ và mẹ chồng thì quan niệm là chuyện con cái, gia đình, nhà cửa là của phụ nữ. Nhưng mà trong khi em cũng đi làm, công việc em có nhiều lúc cũng phải tăng ca cho kịp báo cáo nữa. Mà lúc đó em mới sinh đứa thứ hai thì cũng còn mới, nhưng mà nói chung là chồng không có hỗ trợ kinh tế mấy. Nên em cũng quyết định ly hôn. Là em là người chủ động quyết định ly hôn, rồi anh đồng ý luôn. Dạ, lúc đó bé lớn thì gần 3 tuổi với bé nhỏ vừa được 1 tuổi. Sau 6 năm ly hôn thì hiện tại em cũng có nhà kế ba mẹ. Có nhà riêng luôn rồi. Em cũng lo được cuộc sống của ba mẹ con. Phụ nữ đơn thân nuôi hai đứa con mà đi làm rồi có nhà, có cửa, xe cộ là quá giỏi. Thấy ghê không? Thấy nể không? Nể. Nhưng mà rồi sau đó có những mấy mối tình sau thì sao? Cũng không tìm ai cũng được. Cũng quen hai người bạn nhưng mà công việc người ta không ổn định á. Có một anh ở ngoài miền Bắc nữa. Nên em thấy xa xôi, đi lại đồ cũng khó khăn. Nên em không tiến tới. Bây giờ chị hỏi thiệt, nguyện vọng em là em muốn kiếm một người như thế nào thì em thấy là nó phù hợp với em? Em cái mẫu người em muốn tìm kiếm giống như anh Quyền Linh á. Là một người cha ấm áp, biết lo cho gia đình. Muốn chọn người miền Nam. Công việc phải ổn định. Em không yêu cầu thu nhập cao hơn em. Nhưng mà công việc phải ổn định, không có ghen tuông thái quá, không có nghiện game. Tại chắc người... bị mấy ông trước nghiện game hay gì. Cái người cũ là nghiện game hơn là con cái. Không có bị hô. Không có bị hô. Không có bị hô. Em người ở đâu em? Quê quán?
Dạ, em người Đồng Nai luôn. Rồi. Không bài bạc rượu chè. Cái này không biết hút thuốc, không biết nhậu bia gì hồi nãy có nói rồi. Giờ cho hỏi một câu nè, là em muốn lấy một cái người có hoàn cảnh giống như mình, là cũng gãy đổ này kia, tại vì mình em chỉ nghĩ là em là người phụ nữ đã thành đạt rồi. Bây giờ em cũng sẽ muốn lựa chọn cái gì đó nó bình yên. Thế bây giờ chị hỏi em, thật sự em muốn tìm một cái người mà cùng cái hoàn cảnh như mình, là nó gãy đổ hay là như vậy, hay là em muốn tìm một cái người mà trai tân chưa vợ, chị hỏi thiệt á. Mong cái người đó là họ đã ly hôn rồi, để họ biết trân trọng cái cuộc hôn nhân sau này. Rồi. Thứ hai nữa là nếu người đó mà có con á thì đối với em càng tốt, tại vì ai đã làm cha mẹ thì sẽ hiểu được cái cảm giác đó. Ừ. Là họ sẽ có cái lòng bao dung. Ừ. Không kể là con chung hay con riêng. Rồi. Dạ. Cái thứ ba nữa là người đó sống biết, nói chung là biết chăm con cái, nói chung là thiên về gia đình. Rồi bây giờ một câu hỏi này vô thẳng vấn đề. Nãy giờ em mới nói hai vế à, là một vế có ly hôn rồi phù hợp, một vế cũng có con như em thông cảm. Bây giờ cái người ta chưa có con mà yêu em, hai người yêu nhau, gặp nhau, lớn với nhau, thì em có sanh con nữa hay không? À, em cũng trao đổi thẳng thắn là em sẽ sinh con với điều kiện kinh tế tốt. Ok. Chứ tại vì nhiều khi mình cứ muốn cho mình, nhưng mà cái người kia người ta cũng yêu mình, mà giờ người mình có con rồi mà người kia ta chưa có con, mà mình không sinh cho người ta thì cũng ép cho người ta quá, đúng không? Dạ. Chị đã, đó là câu hỏi mà chị đã từng ấp ủ bao nhiêu năm. À, em là còn trẻ, mới 36 tuổi còn đẻ ngon lành. Sao? Nãy giờ nghe câu chuyện của người ta thấy sao? Dạ, thấy cảm động. Cảm động hả? Đó, mà có ngại người ta có hai đứa con riêng không? Dạ, em thì không ngại vấn đề đó. Rồi. Quan trọng là tình cảm mình có đủ lớn hay không thôi. Ừ. Em thích người chân thành. Ừ. Đừng có lừa dối. Hiện tại em có đủ tài chính để nuôi vợ nuôi con mình hay không? Dạ, em dư. Em dư, thế giá tha nói vậy đi. Chị nghĩ cặp đôi này ở riêng là tốt nhất, còn hai đứa nhỏ bên này nữa, được không? Được không? Nếu mà ở riêng tại bên bạn bên đó thì hai đứa con cũng ở Bình Dương á, chắc cũng phải được thì em sẽ qua nói mà ở. Ừ. Chứ về mình trên em thì sẽ xa nó. Con tôi nói lo quá hen, chưa gì lo quá hen, thôi tôi nói vậy thôi. Bây giờ cho Tường coi con có hình không? Có hình không? Cho chị coi hình em coi, coi hình hai bên. Lo quá chứ gì, lo cho ta ở xa Đồng Nai, Bình Dương. Có cổ ở trọng á, kiếm thử coi. Bà mẹ đơn thân hai con là ai? Đó, dễ kiếm, có ảnh ở trọng á. Đã từng ly hôn một lần. Chắc anh này. Lý do tại sao chọn anh đó? Chọn đại. Anh đó đứng nghiêng nghiêng, có cái bụng vậy là nhỏ này khoái cái bụng lúp lúp nè. Đúng không? Tại sao? Ủa sao 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 chọn cô đó, lý do? Thấy người nhỏ nhỏ với lại cái dáng này cái tóc chắc là... Trời ơi, hay vậy ta, chỗ hai người này giống như trời sinh một cặp rồi, trời ơi. Rồi, mời các bạn nhìn về phía trái tim nha. Hay vậy ta, tự nhiên hai bên mà đoán trúng hết cả hai luôn kìa. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Quà gì vậy? Cho tôi coi với coi, tôi tò mò lắm, quà gì khui ra tôi coi với. Wow, ý nghĩa gì tự nhiên là mình tặng cặp ly vậy cưng? Em có tấm thiệp nhỏ trong đó. Có tấm thiệp. Em hy vọng là ly nó có cặp thì em với anh cũng có đôi ạ. À. Hay á, mốt hai đứa về dọn về ở chung, sáng sớm hai đứa pha hai ly cà phê uống chung. Em tặng anh món quà nhỏ, chúc anh luôn mạnh khỏe và luôn yêu đời. Rồi thôi bây giờ hai bạn trò chuyện với nhau nha. Mình sẽ có đồ ăn, đồ uống, bánh trái gì mời hai bạn của chương trình ha. Vừa nhâm nhi, rồi cái mình trò chuyện với nhau một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại ha. Anh cho em hỏi là anh làm công việc gì ạ? Anh thì làm công việc ở kho, trong đó có 4 người ạ. Tại công ty anh cũng ty nhỏ. Em mời anh Dùng. Đúng rồi. Còn mà nãy em nói quen người nhỏ tuổi hả? Em cũng hơi ngại. Em thấy phụ nữ thì cũng như em á, thì mắt con cái em cũng cảm thấy em hơi cứng tuổi. Mà dạ. Bò ngon lắm. Công việc của anh có thường xuyên tăng ca không ạ? Không, anh làm hành chính 8 giờ làm 5 giờ về. Nói công việc thì cũng rảnh, thời gian anh rảnh nhiều lắm. Dạ. Thường là chủ nhật anh có làm không hay tăng ca? Không, chủ nhật anh nghỉ thứ bảy làm có nửa buổi thôi. Em làm cách nhà cũng khoảng 12-13 cây số. Mà mẹ em ở đây à? Dạ, ba mẹ em người Bắc giải phóng thì ở đây. Để em có quan niệm về tình yêu như thế nào? Đã tiến tới kết hôn á thì hai người nên đặt cái trách nhiệm
lên trên hết sống là phải có trách nhiệm với nhau, là phải biết chia sẻ cảm thông với nhau. Nếu mà mình có cái gì không thoải mái hoặc là cảm thấy không hài lòng ở đối phương á, mình có thể chia sẻ một cách thẳng thắn, không để mà cứ im im rồi cái mối mâu thuẫn nó càng ngày càng lớn. Anh thì dở đọc suy nghĩ của người khác, cứ thấy cái gì cứ nói ra là mình giải quyết được nhau, mình giải quyết nó dễ hơn. Nãy em có nói là nếu mà được với nhau á thì nếu mà có sinh con nữa thì phải đủ, rồi bao nhiêu là đủ? Vấn đề ở đây á, không, em không yêu cầu cái người đó thu nhập cao hơn em hay là nhà cửa phải giàu có này nọ, nhưng mà mình ở cái mức trung bình, là nếu mình sinh con là mình phải chuẩn bị kinh tế tốt, chứ không phải là đẻ thì cứ đẻ rồi tới đâu hay tới đó. Em cũng đã có hai con rồi nên em cũng muốn nếu mà trường hợp mà mình có thêm con nữa thì mình phải lo được cái kinh tế cho cả ba con. Anh có ngại không nếu mà mình tiến tới được thì em hy vọng anh chuyển lên Bình Dương sống được không ạ? Bình Dương ngay chỗ gần trung tâm thành phố mới, dạ. Thì ở đây mình cũng có nhiều khu công nghiệp. Nếu mà qua được qua đó ở thì anh làm ở Biên Hòa cũng gần, đi cũng phải 30-40 phút chứ mấy. Tại công ty của anh thì nói chung anh cũng có suy nghĩ nhưng mà không được. Nói chung anh cũng quan trọng chỗ đó. Rồi ở anh ăn miếng nào đó trò chuyện không? Ở ngoài thấy mấy đứa nhỏ nó ham quá trời rồi kìa, mà không để không ăn hồi cho hai đứa con ăn. Hai con ơi, vô đây với cô Tường, nhanh. Em Hải chào cô, chào chú đi. Chào cô, chào chú đi. À, chào em, để nên nói chuyện hai nhỏ này chút nha. Hồi nãy giờ con hai đứa ngồi dưới có nghe mẹ với chú này nói chuyện không? Không nghe gì trơn hả? Đố con biết nay mẹ con đi đâu? Mẹ con đi... Đi đâu? Hẹn ăn chưa? Đi hẹn ăn chưa? Đố con biết cô tên gì? Cái kìa. Rồi giờ cô Tường hỏi này, ví dụ giờ mẹ con có thêm một người bạn nữa, mai mốt về sống chung với tụi con thì tụi con chịu không? Dạ chịu. Lý do tại sao chịu? Bởi vì có nhiều người sẽ vui hơn. Có nhiều người là sẽ vui hơn. Con trai thì sao? Giờ thí dụ như mẹ có thêm người bạn nữa về nhà ở chung với tụi con chịu không? Rồi con có thương người ta không? Đó, giỏi quá, tốt rồi. Hello, chào bạn, rồi bắt tay cái nha. Mình tên gì? Dạ, em tên Thành chị. Nãy giờ Thành nghe câu chuyện của hai bạn này, Thành thấy sao? Thấy hai bạn thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, nhưng mà thấy cái tính, cái tình hai bạn có thể tương đồng nhau á. Tại dạ, độ nóng tính thì ai cũng có, nhưng mà đề về trách nhiệm gia đình thì bạn em thì nó thể đảm nhận được cái yêu cầu của bạn gái đưa ra. Bạn em có tật xấu gì không? Nó thì có tật xấu là không ai quản đó thôi. Vậy lúc không ai quản thì nó xấu cái gì? Đi chơi suốt thôi, đủ thứ trò để chơi vòng vòng thôi, chứ nói chung là không gì nữa gọi là quá xấu. Nó những giờ chơi giải trí giống như hồi xưa có. Có chơi game chơi giết gì không? Game thì nó không chơi, có mình em chơi thôi. Trời ơi. Em là game thủ thôi. Trời ơi, đừng có rủ bạn chơi xấu nha. Bên đây là người ta không có thích chơi game đâu á. Thì đó, vậy thấy kêu không thích chơi game là đúng rồi, đúng bạn em rồi. Đâu phải em đâu. Em nhận xét như thế nào về lụa? Cách lụa thì thẳng thắn giống như lúc đầu bạn nói thì nói chung về khi bạn đã có gia đình thì cái độ suy nghĩ của bạn về cuộc sống nó chín chắn hơn hả? Thẳng hơn rất nhiều của bạn nữ hiện giờ. Ủa em có vợ chưa? Dạ rồi. Trời ơi, ai lấy em xấu số vậy để vậy em lên em còn tố xấu mình không vậy em? Không, cuộc sống em xấu thì trước giờ vợ em biết rồi. Nói vậy thôi chứ cũng có cái tốt mới có vợ được chứ. Được rồi, cảm ơn em nhiều nha. Những cái lời chia sẻ rất là chân thành luôn. Rồi, bây giờ bên đây, hồi nãy giờ cái chú này nè, chú nói xấu cái chú mà này quá trời luôn. Bây giờ tới phiên con là con nói xấu mẹ, là mẹ có những tật xấu gì? Là mẹ hay la, tại trong con đi. À, mẹ hay la này, tại này nó quậy phải không? Đứng quay vô sao đứng quay ra ngoài vậy? Nó không nghe mẹ. Không nghe mẹ, mẹ có quýnh không? Có. Rồi, còn mẹ còn tật xấu gì nữa? Hết à. Ở nhà mẹ có nấu ăn cho tụi con không? Khỉnh khoảng thì có, còn lại là ngoại con nấu với gì? Mẹ con nấu trễ, không kịp nấu rồi. Đi làm gì trễ nên không có kịp nấu phải không? Mai mốt về có cái chú kia kìa, chú về chú ngủ chung là chú chơi với tụi con. Mẹ con không có thời gian chơi, mai mốt chú đó chú chơi với tụi con. Chịu không? Yeah đi, yeah. Cảm ơn hai đứa con, ra ngoài chơi đi, chút xíu nữa ăn bò. Rồi, cảm ơn bạn nha. Tôi nói con nít nó rất là dễ thương, mình nói chuyện mình chơi với con nít cái mình cũng trẻ theo ra luôn. Bởi vậy tôi tại sao mà mọi người nói tại sao tôi thích quen người trẻ tuổi hơn? Phụ nữ thành đạt nên quen với người trẻ tuổi hơn, tại vì mình sẽ
trẻ theo. Rồi ok, bây giờ đây còn những cái câu hỏi này cho vui để cho hai bạn có thể hiểu nhau được nhiều hơn, mình cảm nhận nhau nhiều hơn nha. Mời em bóc một lá đọc lớn lên cho chị Tường nghe coi cái gì trọng. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng một to hay vòng ba to hơn, vì sao? Trời ơi, trả lời thẳng thắn nha, thích cái nào hơn? Không thích to, vừa là được rồi. Tại sao? Tại em thích con gái mình dây. À, thích con gái mình dây. Dây là dây hay dây là mập hay là dây là... Vậy là được. Vậy là vừa đó hả? Ờ, kỳ vậy, người đàn ông ngộ vậy. Người thường người ta nói thích vòng một to hoặc là phải thích vòng ba to để đẻ nhiều hay gì đó. Sao ông này ông không thích cái nào to? Rồi, bóc một câu coi, đọc lớn lên chị Tường. Điều anh lo nhất khi kết hôn với người phụ nữ từng ly hôn đang nuôi con nhỏ là gì? Điều mà lo nhất là không hiểu nhau. Thì vấn đề nó rất dễ gây cho cái xung đột tiếp theo. Con chung, con anh, con em, con chúng ta. Vấn đề đó là em lo nhất. Vậy thì theo em nghĩ có cái giải pháp gì để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn? Trong cuộc sống mình đối xử với nhau chân thành. Như mình thương chứ. Có thể là lúc con em có thể nó quấy á, lúc đó vô tình anh đánh nữa, là anh thương hay là mình đánh. Chứ đừng có nghĩ là mình ghét rồi mình đánh. Thật ra chị có một cách mà cái này chị nghĩ là kinh nghiệm vì chị cũng đã làm nhiều chương trình. Cái mấu chốt mà vợ chồng mà dẫn đến lục đục hoặc là ly hôn hay tất cả trong tình yêu cũng vậy, chia tay là vì do mình thiếu sự chia sẻ. Vì nên chọn cái người không phải là giàu hay nghèo mà nên chọn cái người có đạo đức. Khi mình có đạo đức á, mình sẽ nhìn mọi thứ nó cái gì nó cũng trên cái phương diện nó tốt. Và mình phải chia sẻ với nhau mỗi ngày, đừng để cái chuyện gì mà để qua cái ngày khác. Bất đồng là phải nói ngay, cãi lộn với nhau cũng được nữa. Cãi lộn văn minh, cãi lộn đây chị không phải nói là mày tao mày tớ hay đánh đập nhau, là cãi lộn có nghĩa là tranh cãi để mà tìm ra là ai trúng ai sai trong cái câu chuyện, là cái điều chị nghĩ nên rất là cần thiết. Đừng có để giữ trong lòng. Chị Tường cũng như chương trình chỉ cho các bạn cái cơ hội gặp nhau, còn nắm bắt cơ hội đó hay không là quyền của mọi người nha. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường nhé, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra nha. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Rất dễ thương. Trước tiên là chị Tường thay mặt chương trình chúc mừng hai bạn nha. Tặng em gái món quà làm kỷ niệm của chương trình để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Hy vọng một lúc nào đó chương trình sẽ nhận được tin vui từ hai bạn. Giờ nắm tay nhau đi nè. Một cái hôn nhẹ nhàng lên má để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Được không? Em xin lỗi. Lên luôn, hai đứa nhỏ đứng trước đi con. Rồi, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Cát Tường rất là vui khi mà làm mai mối cho những cặp đôi mà đã có những cái mất mát trong tình yêu, những cái sự gãy đổ, thì Tường cố gắng rất là nhiều, phân tích rất là nhiều để mong giúp họ là có thể vượt qua được tất cả mọi thứ, những cái tôi, những cái đau thương để mà mình tiến tới một cái mục đích là tìm kiếm một cái tương lai, một cái tình yêu tốt đẹp hơn trong tương lai. Đây cũng chỉ là sự khởi đầu, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi hành trình của họ, biết đâu một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ được nhận tin mừng từ họ quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.